Anh Hào, anh lên cho em một set combo với tổng trị giá khoảng tầm trên 100 triệu thôi. Và phòng nhà em thì rộng khoảng tầm 35m2. Ok luôn, và hôm nay sẽ lên cho anh em và các bác một combo với tổng trị giá khoảng tầm trên 100 triệu. Và tất nhiên rồi, trên 100 triệu thì anh em có rất là nhiều sự lựa chọn của khá là nhiều thương hiệu đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay cái bộ dàn này em lên cho các bác sẽ là sự kết hợp giữa hai thương hiệu mà em thấy là rất là ok. Đầu tiên đó chính là thương hiệu Verity, một trong những thương hiệu âm thanh rất nổi tiếng đến từ Pháp. Và thứ hai là của DB Acoustic. Và với những cái thiết bị trong bộ dàn này thì các bác có thể xem là nó rất là đồng bộ màu với nhau. Khi mà bày vào phòng khách gia đình thì nhìn nó cũng rất là sang trọng đúng không ạ? Và cái thứ hai là nó khá là nhỏ gọn nhưng vẫn có thể đáp ứng đủ được trong diện tích không gian khoảng tầm từ 25 đến khoảng tầm 40m2. Và đầu tiên trong combo này, đây là linh hồn của dàn này, đó chính là một đôi loa bass 25 Active của Verity có model là Verity Mousse 10P, một dòng loa karaoke nhưng mà cái chất nhạc của nó cực kỳ sang. Khi mà em nghe cái dòng Verity này, em cảm giác là không phải là đây là một dòng loa karaoke mà là một dòng loa sinh ra để biểu diễn thì phải, bởi vì nghe nhạc của nó rất là rõ ràng, nghe nó rất là sang. Và các bác có thể là xem lại clip em review chi tiết dòng loa này ở trên kênh YouTube của Sóng Âm Thanh. Thiết bị thứ hai trong bộ dàn này là một bộ micro của DB Acoustic. Các bác có thể ghép vang này, mic quản lý nguồn, không chỉ là của DB mà có thể là ghép bất kỳ thương hiệu nào miễn là cao cấp và phù hợp là được đúng không ạ? Nhưng mà trong combo này thì em lựa chọn là vang này, quản lý nguồn và mic của DB Acoustic. Và bộ mic của DB này thì có model là DB K8200, một dòng micro tiếng rất là ấm. Và khi mà xét rất là nhiều những dòng mic thì em cảm giác như là con này nó rất là phù hợp với dòng loa Verity. Nếu như các bác lựa chọn được những cái dòng mic vang và loa hợp với nhau thì nó sẽ cho ra một cái bộ dàn với chất âm rất là hay. Tiếp theo nữa ở đây là một thiết bị để bảo vệ bộ dàn, đó chính là một chiếc quản lý nguồn DB FM10 Plus. Hiện tại thì dòng quản lý nguồn này nó có rất là nhiều những tính năng cao cấp để bảo vệ bộ dàn. Thiết bị thứ tư trong bộ dàn này là một con vang số rất cao cấp của DB, đó là dòng vang số S750. Vang số để xử lý nhạc này, để chống hú này và cho các bác một cái effect rất là hay. Tiếp theo nữa là một con đẩy hai kênh của Verity có model là Verity V2.09. Và cuối cùng trong bộ dàn này là một thiết bị bây giờ không thể thiếu được trong mọi bộ dàn, đó là những chiếc súp đúng không ạ? Và cái súp trong bộ dàn này em lựa chọn đến các bác là dòng súp của Verity đồng bộ luôn với loa, với đẩy Verity 115, một dòng súp 340. Và với con súp này thì nó sẽ đáp ứng cho các bác là từ thể loại nhạc nhẹ như là bolero này, nhạc vàng này, hoặc là những cái bản nhạc lofi này, và cũng có thể đáp ứng được những bản nhạc mạnh như là DJ và Villa House. Và khi các bác sử dụng bộ dàn này thì em sẽ hỗ trợ các bác là cài đặt 4 chế độ, tặng kèm các bác toàn bộ phụ kiện đi kèm, cũng như là hỗ trợ các bác lắp đặt trong bán kính phạm vi khoảng tầm 30km. Và bây giờ thì không để các bác đợi lâu nữa, mời các bác lắng nghe và thưởng thức ngay chất âm của bộ dàn, sự kết hợp giữa Verity và DB Acoustic. Mời các bác lắng nghe chất âm của dàn combo này em test trong một cái phòng rộng khoảng tầm trên 40m2 các bác nhá. Gọi là căng đét. Some of y'all missed it at the entrance. It's a judge-free, sucker-free love for the expression. I'm a diplomatic messenger with those who seem to know, but to those who understand, share some love for you. Why? I want it. Yeah.
chắc là mới bật được khoảng tầm 1/4 công suất thôi các bác nhá. Rồi và bây giờ sẽ mở các bác nghe một cái bản nhạc vocal và bản nhạc Việt Nam đi. Theo là một bản nhạc vocal nhẹ nhàng các bác nhá. Trong đôi mắt anh em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc anh dấu yêu. Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa xa mùa, và em chưa thuộc về ai. Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng, ngày hè bên em, tình mình đến rất nhanh. Lần đầu mình đến trong nhau nồng nàn như đã xưa yêu từ thuở nào. Anh đến với em với tất cả tâm hồn, em đến với anh với tất cả trái tim. Em đã nói rồi, khi mà nghe nhạc ấy, chi tiết và rất là sạch sẽ. Vừa rồi là test đến các bác nghe nhạc đã có một bản nhạc nhẹ rồi, một bản nhạc mạnh rồi. Bây giờ sẽ hát đến các bác để test cái chất âm karaoke của cái bộ dàn Verity này. Khi mà các bác sử dụng thì em đã cài đặt sẵn là 4 chế độ nhá. Tuy nhiên thì ở đây là anh Trung hát, em sẽ để chế độ là reverb echo, tức là cái phần reverb nó khá là nhiều. Anh alo thử đi. 1 2 alo alo. Đấy, nghe cái tiếng mic nhà thôi là đã muốn là bê ngay về nhà rồi. Quá là hay rồi. Lên nhạc xem nào. Các bác xem xong các bác đừng có nghiện nhá. Nếu như mà nghiện thì lại alo nghe cho em vào. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá là đồ chiều đêm. Và còn nợ em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ con sông êm đềm. Anh còn nợ em chim về núi nhà, trời mơ mưa đêm, trời mơ mưa đêm. Bác nghe không ạ? Cái âm thanh cái tiếng nói rất là rõ ràng. Anh còn nợ em nụ hôn vội vã, nụ hôn vội vã trái qua rèm. Anh còn nợ em con tim bối rối, con tim bối rối. Anh còn nợ em và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn xong thì anh cảm nhận thế nào? Chắc là các bác cũng có cái bản riêng của các bác đúng không? Còn anh Trung thì sao? Được cái là chất mic nó rất là thật đấy, chất mic thì qua cái dòng này nghe rất là gọi là nét và thật đấy. Nhưng mà phải lưu ý một cái điểm mà hiểu khắc phục cái này. Đây là đang quảng cáo để bán loa mà lại hát cái bài anh còn nợ em. Thế cái nợ lần thế này thì làm sao mà các bác sắm được. Ok, vừa rồi thì vừa test đến các bác một bộ âm thanh combo của Verity kết hợp cùng DB Altic với tổng trị giá của tầm trên 100 triệu đồng. Và nếu như các bác muốn có mức giá tốt nhất với dàn combo karaoke này thì alo ngay cho bên em nhé. Hàng chính hãng và đảm bảo bảo hành đến các bác 2 năm, hỗ trợ các bác kỹ thuật từ A đến Z và còn rất nhiều ưu đãi khác khi các bác có điện trực tiếp vào 6 âm thanh. Ok, và nếu như các bác yêu thích chất âm của bộ dàn này thì alo ngay cho bên em nhé. Số điện thoại không đổi là
0393555124. Và bây giờ xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo của Sóng Âm Thanh. Xin chào.